Tớ mới mua được cái bộ đồ chơi mới này. Cậu biết à, đây là trò chơi gì không? Trò này trông có mấy cái con ngựa ngựa này. Trò này là trò cờ vua. Không phải là cờ vua, nó ghi ở đây này. Cờ cá vua. Cờ cá ngựa là cờ gì? Cậu biết chơi trò này không? Ở đây có 4 loại cá ngựa, mỗi một loại có một màu khác nhau luôn. Cậu xếp vào chuồng đi. Xếp vào chuồng cùng với màu này. Đấy, ngựa màu xanh lá cây sẽ ở chuồng màu xanh lá cây, màu xanh dương sẽ ở màu xanh dương, màu đỏ sẽ ở màu đỏ, màu vàng sẽ ở màu vàng. Bây giờ cậu sắp trước đi. 4 này. Đến nhà tớ. Nhọt. Cậu nhảy một phát xa ơi là xa luôn này. Cái gì đây cậu ơi? Của tớ nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Nhưng mà cái con gì vừa chạy qua ấy nhỉ? Tớ nhìn thấy màu hồng và màu đen cậu ạ. Mình đuổi theo xem nó là con gì đi cậu ơi. À cậu ơi, nhìn kìa, hình như đây là cái chữ F đấy cậu ạ. Chữ F ở trong bảng chữ cái à cậu? Đúng rồi đấy, đây là chữ F mà. Nhưng mà sao cái chữ này nó có răng thì cậu ơi? Mà cái mắt trông cũng dữ tợn cơ. Con này là người xấu hay người tốt vậy cậu? Nó đang đuổi theo cái bông hoa kìa. Trông mặt bông hoa đang sợ hãi kìa. Ôi, chứng tỏ bông hoa này còn đang không nhẹ kìa. Thế thì chị em mày là người xấu rồi. Để tớ ra, tớ giải cứu bông hoa nhá. Ui, chị em đi. Này, tớ định làm gì với bông hoa này này? Đánh người cái của mình. Ui, cậu ơi, nó vừa nhảy vào. Ba con bông hoa rồi kìa. Ui, cái thứ này. Chạy rồi. Chạy đi đâu này? Ui, nhìn mơi bắt lấy nó đi. Ô, nó chui vào đây trốn mất rồi cậu ơi. Nó nhảy nhanh thật đấy. Tớ đang đuổi theo nó mà nó nhảy phắt cái vào trong cái bụi này rồi. Ui, nó chạy đi ra đằng kia rồi kìa. Ui giời, thế nào mày để nó ăn bông hoa trong bụng? Bây giờ phải làm thế nào bây giờ để giải cứu bông hoa ấy hả cậu? Chúng mình hãy đi tìm lại cái con chữ F ấy đi. Tớ vừa thì nó chui vào đây này cậu ơi. Úp, cậu có nghe cái tiếng tạch 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 ở đâu không? Tiếng tạch tạch ở đâu cơ? Ui cậu ơi, nhìn này. Con gì đây? Trông nó có mấy cái cánh màu vàng vàng nữa. Tớ thử chộp nó nha. Con gì vậy cậu? Con gì có đôi cánh màu vàng ý nhỉ? Tớ bắt được rồi này. Ra đây tớ cho xem cậu ơi. Ào, con này trông như... Con gì có đôi mắt lấp lánh, có một cái mỏ nữa. À, cậu ơi, nhìn này. Trông nó giống như một chữ K ấy cậu ạ. Thế nhưng mà con này hình như nó là một con bọ. Mà vừa lấy tớ thấy cái cánh nó đập cơ. À, thế là đây cũng là chữ K trong bảng chữ cái à cậu? Bảng chữ K này là một con bọ. Hay ghê. Cùng là bảng chữ cái với nhau, chắc là cái chữ này biết chữ F đang trốn ở đâu ấy. Này chữ K ơi, cậu có thấy cái chữ F màu đen đen mà nó có nhiều răng ấy, nó chạy qua đây không? À, chữ K này nói chữ F có chạy qua đây cậu ạ. À. Ồ, mình cảm ơn nha. Được rồi, cậu bay đi. Cảm ơn cậu chữ K nhá. Mình đi lại đằng kia, đi tìm chữ F thôi cậu ơi. Vừa nãy cái chữ K, nó chỉ chữ F chạy vào đây này cậu ơi. Chạy vào đây à? Ơ kìa, có cái gì rung ở trong bụi cậu ơi. Tớ nhìn thấy rồi. Ở phía trước đây này, có cái gì đang rung rung đây rồi. Chắc chắn là chữ F đang trốn ở trong này cậu ơi. Sao lại có thể tìm ra một cách dễ dàng như thế nhỉ? Bây giờ trốn ở đây thì ai mà chả phát hiện ra đúng không cậu ơi? Tớ chạy ở ngoài này, cậu vào, cậu bắt cái chữ đi ra đây như lên. À, bắt được rồi nhá. Vô đây ra đây cậu ơi. Trang ơi, nhầm phải một con rắn rồi. Một con rắn á? Nhìn này, cái mắt của nó này. Nhìn này, Mimi, một con rắn. Mệt quá cậu ơi. Hóa ra là cái con rắn ý chính là chữ S cậu ạ. Quái lạ nhỉ. Sao xung quanh đây toàn là những cái chữ cái kỳ lạ. Hình dáng này là hình dáng của con vật thôi. Mệt thật đấy. Đuổi mình. Chạy hết cậu ơi. Nhìn ơi, hình như cậu ngồi vào cái gì ý. Nó đang kêu cứu kìa. Tớ ngồi vào tảng đá này mà. Cái gì đâu? Ô, cái gì nó buồn dưới mông nhỉ? Ôi, cậu ơi. Ui, cái gì đây? Cậu ngồi vào cái con ốc sen. Một con ốc sen. Cậu ngồi mà làm thế nào? Cái mồm nó méo sạch cả ra. Hai cái mắt lồi cả ra rồi đây này. Chắc là do cậu nặng quá đấy. Ui trời, cái bạn ốc sen này
Sao? Bạn từ đâu chui ra chứ? Lúc ngồi tớ có nhìn thấy cậu đâu. Này cậu ốc sên, cậu có bị làm sao không đây? Hình như là cậu cũng không sao đâu. Thấy người vẫn còn trườn trườn được đây này, vẫn còn nói được đây này. Cái gì cơ? Bạn ốc sên này hình như là bạn ý đang muốn nói với chúng mình điều gì cơ ạ? À, cậu cũng bị chữ F. Tớ lấy một cái đèn lồng à? Đèn lồng về để trang trí Tết á. Thế cậu có biết cái chữ F hiện giờ nó đang ở đâu không? Bọn tớ cũng đang cần tìm đây này. Chữ F này xấu xa thật cậu ạ. Lấy trộm bao nhiêu thứ của mọi người. Bây giờ chúng mình phải đi tìm chữ F đi thôi. Mặc dù bạn chữ Quy dẫn mình tới chỗ chữ F rồi, nhưng mà cái chữ F này nó gian manh lắm cậu ơi. Nó lại còn có răng nữa. Mình mà lao vào bắt, có khi nó lại cắn vào tay mình ấy. Mình nghĩ ra cái cách này cậu ơi. Cách gì hả cậu? Đó là mình sẽ bẫy nó để cho nó đến chỗ mình, chứ mình không đi tìm nó nữa. Cậu có nhìn thấy cái gì đây không? Một cái hố. Ừ, đúng rồi. Ui, bây giờ cái hố này rất là sâu luôn, không nhìn thấy đấy. Tớ sẽ che cái hố này lại cậu ơi. Đây. Đấy. Sau đó mình sẽ dụ cái chữ F đi qua đây. Tớ sẽ ngồi trong cái bụi cây này. Lúc nào chữ F đến, tớ sẽ giật cái này ra để cho chữ F rơi xuống hố cậu ạ. Bây giờ cậu dụ chữ F đến đây bằng cái gì? Tớ cũng chưa nghĩ ra. Nhưng cái chữ F này nó rất hay lấy đồ của người khác cậu ạ. Thế thì bây giờ cậu có món đồ chơi nào không? Mình mang ra, mình đặt lên đây để dụ chữ F. À, tớ có một cái xe. Không phải gọi là cái xe mà gọi là siêu xe điều khiển cậu ơi. Bây giờ tớ sẽ gọi cái xe ra đây để dụ chữ F đến cậu nhá. Ui, nhím ơi, cái xe của tớ dụ được chữ F đi rồi kìa. Chữ F đang mải mê đuổi theo chiếc xe của tớ. Chắc là thích cái xe này lắm đây này. Cậu chuẩn bị đi nhá. Tớ đến 1, 2, 3 thì cậu giật nhá. Nhím ơi, tớ cho cái xe của tớ đến nhá. Cậu điều khiển xe đến đi. À, cái xe nó đến đây rồi. Nhìn kìa, chị em nó cũng đang đuổi theo cái xe rồi kìa cậu ơi. Chuẩn bị đến rồi. 1, 2, 3. Này đây, yeah. Chị em nó bị rơi xuống đây rồi cậu ơi. Đây này, nó đang dây dụ ở dưới đây này cậu ơi. Chữ F này bị mắc mưu rồi nhá. Wow, rơi xuống một cái hố sâu ơi là sâu các cậu ơi. Ui, đang kêu cứu cậu ơi. Này, cái chữ F kia có muốn lên đây không? Không ha, người ở đấy suốt ngày không bao giờ lên đây được đâu. Muốn lên đây thì phải trả lại quả bóng, mới cả trả lại cái gì nhỉ? Cái đèn lồng cho bạn ông sên. Đúng rồi đấy. Nếu như mà cậu trả hai món đồ đấy thì chúng tôi sẽ cứu cậu lên. Chữ F này nói là đồng ý cậu ơi. Kéo cậu đi lên đi. À, được rồi. Thế để tớ sẽ tìm cách để đưa cái chữ F này lên. Nhưng mà cái hố này sâu như thế này, tay mình thì làm sao mà với tới được. À, đúng rồi. Mình phải dùng đến xe cần cẩu cậu ạ. Gì? Xe cần cẩu tới đây. Xe cần cẩu nó mới có cái móc cẩu dài như thế này này. Mới đưa được cái chữ đấy lên cậu ơi. Bây giờ sẽ hạ cần xuống nữa nào. Hạ cần xuống. Rồi, hạ tiếp móc cẩu nào. Đấy, bây giờ móc cẩu sẽ hạ xuống này. Bạn chú em ơi, móc cẩu đã được thả xuống rồi đấy. Hãy tóm vào móc cẩu để chúng tớ lôi cậu lên. Được rồi, để tớ đưa lên nhá. Nào, lên thôi. Lên thôi nào. Yeah. Tớ đã cứu được chữ F lên rồi này. Lên nào. Rồi bắt đầu thu dây lại nào. Thu dây nào. Đấy. Lên được rồi. Bắt được cái chữ F này rồi. Bỏ móc cẩu ra này. Wow, cậu ơi, nhìn này. Cuối cùng thì bọn mình đã bắt được chữ F rồi. Nào, chữ F kia, mau nhả quả bóng với cái đèn lồng ra đi. Đúng rồi. Úi dồi, kìa. Bạn đã nhả ra cái đèn lồng rồi kìa. Ấy, chạy ra quả bóng rồi. Được rồi, nếu cậu đã trả lại hai món đồ này rồi thì bọn tớ cũng không làm khó cậu nữa, không bắt cậu nữa. Nhưng mà nhớ chữ F nhá, lần sau đừng có đi lấy đồ của người khác nữa nhá. Đúng rồi, lấy đồ của người khác là rất xấu tính đấy. Bây giờ cậu hãy đi đi. À, xem nào. Bông hoa, hình quả bóng cậu ơi. Ui, nhìn này, cái bông hoa này nó to như thế này mà chữ F cũng nuốt được cả vào bụng cơ. Cái chữ đấy là cái gì nó chả ăn được. Nhìn này, bây giờ bông hoa sau khi được nhả ra, mặt đã tươi tỉnh trở lại rồi này cậu ơi. Thế còn cái đèn lồng này. Ui dồi ôi, cái đèn lồng to khổng lồ luôn. Đây là đèn lồng của bạn ốc sên đấy. Nhìn này, bên dưới nó còn có cả đèn nữa. Chúng mình mau mang cái đèn lồng này đi trả cho bạn ốc sên đi. Đi thôi.